Các em thân mến, hôm nay thầy chữa cái bài tập này một lần nữa để nhấn mạnh với các bạn là chúng ta có một cái bảng dữ liệu gồm có số thứ tự từ cột A cho đến phần dưới đây 115 thì tương ứng với hàng là 126. Đấy, cột C đây là số sổ, còn đây là ngân hàng, đây là mã khách hàng, đây là ngày gửi tiền, đây là số tiền gửi và đây là lãi suất trong năm. Câu A, tính tổng tiền và tiền gửi trung bình. Câu này thì các em làm rất dễ, đúng không? Tính tổng tiền. Tổng tiền thì chúng ta chỉ cần sum bằng sum. Đấy, các bạn đi làm nha, các bạn chú ý. Khi vào phòng thi thì các bạn chú ý cho thầy như thế. Số tiền gửi từ F12 cho đến F126. F12 2.F 126. Cái này các bạn rõ rồi. Tiền gửi trung bình thì các bạn bằng cái này thì ngon rồi. F12 đến F126. Chỗ này chúng ta xóa đi thì tiền gửi trung bình thì bằng FS F12 2.F126. Đấy, các bạn phải nhớ như thế nhá. Rồi. Đấy, F12 đến F126. Chúng ta to lên ra được này. Bây giờ câu tiếp theo là đấy là chúng ta chữa xong câu A. Tính số tiền gửi cao nhất của khách hàng có mã bằng K099. Số tiền cao nhất của khách hàng có mã. Tính số tiền cao nhất. Đấy, số tiền gửi cao nhất. Thì cái này các bạn có nhiều cách, nhưng mà chúng ta sẽ bằng D-max. D-max của khách hàng có mã cao nhất, đúng không các bạn? Đấy, D-max. Thì hôm trước chúng ta đã học D-max rồi. Chúng ta sẽ tính cái tổng tiền D-max cao nhất thì chúng ta phải dùng cái cột này, đúng không các bạn? Đấy, và chúng ta sẽ đi vọt lên, ta sẽ có là F12 cho đến F126. F126, đúng chưa? Đấy. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải ghi là mã khách hàng. Đây, ta ghi chữ mã khách hàng vào. Mã, chúng ta phải copy cái tiêu đề này nhé. Các bạn nhớ là mã khách hàng này. Mã khách hàng. Rồi, mã khách hàng. Rồi chúng ta mã khách hàng ở đây thì chúng ta bây giờ chúng ta mới đến chỗ là tiếp theo là chúng ta vùng dữ liệu của chúng ta. Vùng dữ liệu của chúng ta là A11 cho đến G bao nhiêu đấy? A11 2 chấm cho đến G88 G126 26. Đấy. Chúng ta xem mã khách hàng. Mã khách hàng. Bắt
thì chúng ta sẽ để cho nó mà khách hàng đây thì chỉ có chỗ này chúng ta sẽ là cái điều kiện của nó mà khách hàng là ở cái chỗ E131 đến E132. E131 E132 chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lại là bằng này. D max hay M max nghĩa là tiền gửi cao nhất của khách hàng có K009. Thầy nói lại. Đấy. D max này thì chúng ta sẽ có dữ liệu của chúng ta đó là từ A11 cho đến G126. Thì chúng ta fix đô la A được nhé. Đô la 11 2 chấm đô la G 2 chấm đến đô la 126 là cái hàng 126 đây. Đấy. Xong rồi chúng ta cho thầy cái cột cột của chúng ta là cột số tiền gửi. Chúng ta đánh thẳng chữ vào là cột số tiền gửi. Đánh giống như là tên của nó trên tiêu đề. Và tiếp theo ở đây là đô cái vùng này, đô la E. Đến đô la mã khách hàng là đô la 131. Đô la E, đô la 1 31 2 chấm đô la E để đến tiếp cái ô này đô la 132. Đây là vùng điều kiện nó có tên là mã khách hàng trên này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gõ enter. Chúng ta nhìn xem giá trị này nó cao nhất ở đâu, 150 của K09 thì chúng ta nhìn thấy ở đây. Đấy, đây là người cái ngày gửi có mã khách hàng cao nhất, số lần có lãi suất 8%, số lần gửi tiền có lãi suất 8%. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng một D cao. Bằng nhé, chúng ta bằng cao là đếm đúng không, D cao, D cao rồi chúng ta mở ngoặc ra cho thầy số lần gửi tiền có lãi suất 8%. Thì chúng ta cũng gồm dữ liệu như trên kia, đô la A, đô la 11 2 chấm đô la G. Đấy, xong đến đô la G, đô la 126. Rồi, đây là vùng đấy. Rồi, bây giờ số tiền gửi thì chúng ta lại vòng lên trên. Chúng ta nhìn thấy ở đây là lãi suất 5. Đến lãi suất 5. Đấy, thì chúng ta cho lãi suất 5. Cái này có hai cách nhé, tí nữa chúng ta sẽ làm cách khác. Lãi suất 5 có phải là suất này không nhỉ, để thầy các bạn lãi suất đúng không,
lãi suất 5. Rồi ở đây lãi suất 5 bằng 8. Bằng 8. Đấy, lãi suất 5 bằng 8. Thì chúng ta cũng làm cho cái cột lãi suất ở đây có một cái lãi suất 5 phẩy. Rồi bây giờ các bạn dừng ở đây. Chúng ta về đây. Rồi chúng ta cứ đóng cái này lại đã. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ giữ lãi suất 5 này. Chúng ta ghi cho thầy một cái vùng một tín ở đây. Làm lãi suất 5. Thế thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ tiếp theo là cái vùng điều kiện này. Đấy. Rồi chúng ta là đô la H. Đô la H nha, đô la ở đây là chúng ta đô la H, đô la 134. Đấy. Sau đó các em thêm cho thầy đến cái đô la H, rồi đô la của các em ở đây là 135. Đấy. Chúng ta xem đó lãi suất 5-8% là ở đâu. Cũng giống như bài kia là bằng 22. Đây là câu 22. Đấy. Lãi suất 5 để chúng ta thấy là nó sẽ vùng dữ liệu là cả cái vùng này. Lãi suất 5 là cột lãi suất 5 và 8% điều kiện D thì cái vùng này chính là vùng ô thế này. Đấy là bằng 22. Chúng ta cũng bằng một cách nữa bằng nhá. Cao nó có rất nhiều cái cao ít. Đấy. Cao ít, nếu mà các bạn một điều kiện để các bạn dùng này hoặc ít ép thì chúng ta mở ngoặc ra. Ở cái này nha, cách 2 để ta xem có giống bằng như thế không. Đây thì chúng ta lên thấy lãi suất 5 là từ G12 cho đến G128. G12 2.G128. Đấy. Điều kiện ở chúng ta bằng 8%. Nó cũng ra. Thì cái câu này nhanh hơn cái câu này không em? Câu này là bằng này, mà câu này bằng này nó cũng ra. Chúng ta thấy là có hay không? Cao ít ở đây khác với cái việc mà D cao thì cái nào chúng ta làm nhanh? Chúng ta làm này nhanh hơn. Cái này thì chúng ta lại phải tạo ra cái vùng điều kiện là có hai ô. Đấy. Còn vùng này thì chúng ta bằng này thôi. Đấy, rất là đẹp đúng không? Rồi bây giờ đã xong câu C. Thầy giải tiếp câu D. Tính tổng số tiền gửi theo mỗi ngân hàng. Đó. Tính tổng số tiền theo mỗi ngân hàng. Rồi bây giờ tổng tiền theo mỗi ngân hàng nhé. Và chúng ta giải tiếp vào đây. Tổng tiền. Đầu tiên Vietcombank đã tổng tiền ta ghi vào đây. Theo mỗi ngân hàng. Đấy. Tổng này thì chúng ta bằng là sum ít mở ngoặc ra vùng của chúng ta sum ít ở đây nhá. Tổng tiền của chúng ta là từ F mấy nhỉ? Chúng ta tiền gửi là từ F12 cho đến 126. F12 đúng các bạn, cho đến F126 là cái vùng này.
Rồi bây giờ chúng ta phải chúng ta điều kiện là chúng ta điều kiện ở đây là cái cột này. Đó. Cột này. Thì chúng ta sẽ cho cái vùng điều kiện này nhá. F126. Nó cũng giống như là cái phần bên này. Rồi thể đóng tất cả là cái này chúng ta nhìn thấy. Đây chúng ta người này G1, G2 G1 đến G2 là tính đếm đếm con từng này, còn người cao nhất là chỗ này. Đó. Chỗ này cũng được. Đó. Chúng ta sẽ làm tổng tiền của Vietcombank trước. Tổng tiền của Vietcombank trước. Thế thì chúng ta dùng sum if được không? Đấy. Chúng ta có thể dùng sum if bằng vào đây nhá. Bằng sum tổng tiền của Vietcombank nhá. Sum if này. Tổng tiền là từ cho chúng ta là F12 cho đến F126 F12 F126. Đấy. Rồi các bạn chú ý các bài đây nhé. Nó rất là khó. Rồi chúng ta khoanh vùng. Đã khoanh được vùng này rồi. Phẩy. Đấy. Phẩy thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái vùng điều kiện này. Điều kiện này là C12 cho đến C126 C đô la 12 2 chấm đô la C đô la 126 phải. À, chúng ta ghi là Vietcombank. Vietcombank chúng ta cho cái này lên đây. À, không ra. Không ra thì rồi. Chúng ta sẽ gõ lại như sau. Đầu tiên chúng ta là ta dùng sum if ở trong chuyện này. Sum if nhé. If mở thành một ngoặc này. Vùng điều kiện có nghĩa là vùng có tên ngân hàng. Đấy là C. Các em cho thầy là C12 2 chấm C126 là cái vùng này. Đấy là tên. Phải. Điều kiện là chúng ta ghi là Vietcombank. Rồi. Vietcombank nhé. Sau đó là tổng tiền là chúng ta là F12. F12 là cái chỗ này. F12 đến F126. F12 2 chấm F126. Và bây giờ chúng ta nhớ cho thầy cú pháp. Có nghĩa là cái vùng tìm kiếm này có tên của các ngân hàng tương ứng với tên ngân hàng Vietcombank. Và cái phần dưới này chính là phần để tính tổng. Chúng ta sẽ tính được Vietcombank như này. Tương tự các em cũng làm cho thầy đến phần sau. Cũng như thế thì thay cho thầy là Techcombank. Bây giờ các em copy này vào. Các em bằng mọi người. Thầy xin lỗi. Rồi. Ok.
ok nhá. Ở chỗ này về dán vào đây này, xong rồi chúng ta thay này. Đây là Agribank. Agribank. Agri nhá. Bank. Đây là từng này. Rồi về tin bank cũng vậy. Chúng ta lại dán vào. Nó đúng nhưng mà chúng ta lại phải thay là gì? Về tin bank. Giờ chúng ta được ba cái này, có cái ba là tổng tiền. Rồi câu tiếp theo là câu E, tính tiền trung bình tại mỗi ngân hàng. Tiền trung bình thì chúng ta cũng là average đúng không? Đấy. Tiền trung bình tại mỗi ngân hàng. Thì câu này chúng ta làm ít này, đây chúng ta viết ít nhé. Máy tính của thầy nó chạy nó hơi chậm. Rồi chúng ta cũng có là từ A11 2 chấm đến G126. À, câu này A11 chúng ta là C11 2 chấm C126. À, để chúng ta biết được này. Rồi phải chúng ta ghi cho thầy là Vietcombank. Rồi vùng này là vùng tiền, đấy là vùng tiền. Tiền chúng ta là F12 nhé. Thế thì tất cả những này là F12 Vietcombank. Rồi đến DC12 đây là F10 F12 2 chấm F126. Đấy, chúng ta sửa lại nhé. C12 để Vietcombank. C11 C126. Rồi chúng ta được copy lên này. Copy cho đây mà nào. Đây. Đấy, chúng ta sửa là average. Trung bình đây, trung bình nhá. Thế thì chúng ta được rồi, xong rồi chúng ta lại copy xuống đây, dán vào. Rồi chúng ta đưa ra ngoài nhá, đưa ra ngoài xong rồi đưa vào trong.
dán tiếp, thầy dán tiếp đấy. Rồi bây giờ thầy sửa này, chỗ này thì là Agribank. Rồi cái này chúng ta sửa là Vietinbank. Thế là chúng ta đã học được cái hàm tính trung bình nếu và tính này nếu và ép là cái phần tiền như thế. Còn chúng ta giải được mấy câu thì 1, 2, 3, 4 đúng không? Rồi thiết lập cố định hàng của sheet 1, cố định hàng 1 của sheet 1, hàng 1 của sheet 1 cố định này. Cái này thì chúng ta xem là cái này thiết lập vùng in ra bảng dữ liệu không in vùng khác. Rồi cái này thầy sẽ dạy các em vào bài hôm sau. Đấy, thì chúng ta không máy in ở đây. Đấy, bài hôm nay chúng ta nhớ cho thầy nha, hai cách này, này cao ít này và đề cao là đều giống nhau, đều cho ra một kết quả. Nhưng đề cao phải thiết lập vùng điều kiện, còn ít thì chúng ta không thiết lập. Đấy, vì nó chỉ tính ở bảng G thôi, một G thì cũng đúng vậy. Nhưng nếu ở đây thì chúng ta phải ít ở đây là từ đây trở lại là điều kiện, hoặc từ đây là vùng tính. Đấy, chỗ này là vùng tiền nhé, còn vùng này là vùng ngân hàng nằm ở trong đây. Rồi thầy dạy bài đến đây để chúng ta hiểu được. Ngày mai thầy đến lớp chúng ta làm khai thác thêm.